Chúng ta lại quay trở lại với audio Phàm Nhân Tu Tiên. Ở phần trước, chúng ta đang thấy Hàn Lập đang cố gắng tìm đan dược để khôi phục lại tu vị. Chúng ta lại nghe tiếp nhé. Chương 33: Tiên Thiên Tử Khí. Phân tách đàn kết quả rõ ràng, tìm Cao Lão hỏi Hàn mấy điều. Vân Hạc Thảo định mục tiêu tiên thiên tử khí bao nhiêu cho vừa. Hàn Lập để hơn 10 hộp ngọc chứa các loại bột mịn khác nhau qua một bên, mới đập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết tiếp tục kích phát pháp trận lò đan. Sau đó hắn lấy ra một cái khỏa vọng tê đan. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, hắn đã phất phất tay ném vọng tê đan vào lò, thi triển nghịch đan quyết. Chưa tới nửa canh giờ, vọng tê đan cũng được tách ra thành 10 loại dược liệu khác nhau. Hắn là cất vào trong những hộp ngọc, sau đó bày những loại tài liệu này ra mới phân tích, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Ồ! Sau một lát, Hàn Lập khẽ ồ một tiếng, mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Hai quả đan dược được cấu thành bởi những tài liệu khác nhau, phần lớn trong số đó không liên quan đến nhau, chỉ có một loại bột màu lam giống hệt nhau về cả hình thái lẫn màu sắc, hiển nhiên cùng loại. Tuy nhiên, số lượng bột lam ở vọng tê đan là hơn nhiều lần so với ô phân đan. Hai loại đan dược này đều có ích với hắn, tuy rằng chưa chắc chắn là do hiệu dụng chất bột màu lam, hắn là hẳn hiển nhiên có quan hệ mật thiết. Hàn Lập chấm một chút bột màu lam đưa lên mũi người, đưa vào miệng nếm thử. Sau khi kiểm tra cẩn thận, lông mày hơi nhíu. Từ khi bắt đầu con đường tu luyện, hắn luôn gắn chặt với việc luyện đan. Dù cho ở nhân giới, linh giới, hầu như tất cả các loại tài liệu hắn đều có hiểu biết. Thậm chí các loại tài liệu luyện đan ở các giới diện khác hắn từng đọc qua. Vậy mà lúc này hắn là không có bất kỳ manh mối nào đối với cái thứ bột màu lam kia. Không lẽ đây là tài liệu đặc thù ở linh hoàn giới? Hà Lập suy nghĩ thầm. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, hắn đứng lên, bước nhanh rời động phủ. Lúc này trời đã tối mịt. Một luồng sáng xanh lóe trên người Hàn Lập, hắn bay vụt đi. Sau một lát, họ Hàn tới trước mặt một tòa động phủ thuộc Lạc Hà Phong cách mấy chục dặm. Động phủ này có vẻ hơi hoang vắng, xung quanh đó không bóng người. Hàn Lập quét mắt một vòng, đi tới chỗ cửa động phủ, lật tay lấy một tấm phù truyền âm, nói khẽ vào hai câu rồi vung tay. Truyền âm phù liền hóa thành một cái đạo bạch quang bay vào động phủ. Sau một lát, cánh cửa lớn mở ra tiếng ầm ầm. Cao trưởng lão, Hàn mỗ tới làm phiền. Hàn Lập là vừa ôm quyền vừa nói. Không sao, không ngờ Hàn đạo hữu tới nhanh như vậy, mời vào. Cao Bất Lận nở nụ cười tươi mời Hàn Lập vào động phủ. Động phủ của Cao Bất Lận lớn hơn Hàn Lập một chút, nhưng mà đồ đạc lại rất đơn sơ. Mùi thuốc nồng đậm bao trùm động phủ. Cao trưởng lão, Hàn mỗ xin đi thẳng vào vấn đề. Lần này tại hạ tới tìm vì có một số vấn đề cần thỉnh giáo các hạ. Sau khi an tọa, Hàn Lập nói ngay. Hàn đạo hữu muốn hỏi chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Cao Bất Lận hơi giật mình rồi đáp. Hàn Lập tỏ tay lấy hộp ngọc chứa bột màu lam đưa tới cho lão Cao nói. Cao trưởng lão kiến thức quyên bác không biết có nhận ra vật này không? Cao Bất Lận ồ một tiếng, tiếp nhận hộp ngọc, mắt ngừng lại quan sát kỹ càng. Lão lấy ngón tay chấm một chút bột đưa lên lưỡi liếm. Hai hàng bạch mi khẽ dựng, dường như nhìn Hàn Lập với một cái thầm ý. Xem ra Cao trưởng lão đã nhìn ra. Hàn Lập mỉm cười nói. Hà, chuyện này coi như là Hàn đạo hữu hỏi đúng người rồi. Tuy nhiên Cao Bất Lận là cười hắc hắc, giọng mà ngụ ý. Hàn Lập không nói thêm, lập tức lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm ném cho đối phương. Cao lão đầu nhanh tiếp lấy linh thạch, mặt lập tức nở nụ cười tiếp tục nói. Không dối gạt đạo hữu, đây đích thực là bột của Vân Hạc Thảo. Loại cỏ này, nó là một trong những tài liệu quý hiếm của bổn tông. Hơn nữa bột phấn này tựa như đã qua xử lý. Nếu không phải ta là nhiều năm kinh nghiệm luyện đan quá quen thuộc với loại linh tài địa bảo thế này, mới có thể nhận ra miễn cưỡng. Ra là thế. Về dược tính của Vân Hạc Thảo, Cao trưởng lão có thể nói một chút không? Hàn Lập nhẹ gật đầu rồi lập tức hỏi. Cao trưởng lão không nói, chỉ cười hắc hắc đầy gian xảo, ngón tay miết miết với nhau. Hàn Lập lại ném cho đối phương một cái khối thượng phẩm linh thạch. Cao lão đầu vui mừng hớn hở thu linh thạch, rung đùi đắc ý một phen mới chậm rãi nói. Vân Hạc Thảo này được gọi là
biến sắc thảo. Cỏ này trăm năm tỏa ánh sáng màu trắng, nghìn năm màu lam, 3000 năm bắt đầu đỏ, 1000 năm đỏ thẫm, 3000 năm trở nên đỏ tía. Cái đặc biệt nhất, linh thảo này chính là thu nạp năng lượng của ánh sáng, trăm năm sau sản sinh một cái tia tiên thiên tử khí. Chẳng những tu luyện được công pháp quỷ dị, cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiên thiên linh lực, có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy. Niên đại càng lâu, tiên thiên tử khí càng tinh thuần, hiệu quả càng kinh người. Tiên thiên tử khí, không biết có thể tìm loại cỏ này ở đâu, Hàn Lập lòng khẽ động nói. Hoàn cảnh sinh trưởng loại cỏ này vô cùng hà khắc, theo ta biết chỉ có vài nơi may mắn có thể phát hiện ra. Tuy nhiên những địa phương này là thuộc phạm vi quản lý của các thế lực lớn. Hiện tại Vân Hạc Thảo tuổi trên ngàn năm, dường như tuyệt tích bên ngoài, chắc chắn là nằm trong các đại tông môn. Cao trưởng lão gật đầu tiếp nói. Nghe xong lời của Cao Bất Luận, Hàn Lập cơ bản có kết luận tiên thiên tử khí có 89/10 có thể giúp hắn khôi phục pháp lực. Không biết ngoại trừ vọng tê đan ra, còn các loại đan dược nào luyện chế bằng Vân Hạc Thảo. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cao Bất Luận lần này không có gây khó khăn mà trực tiếp trả lời. Trừ vọng tê đan ra thì Ô Vân Đan có dùng một ít loại cỏ này, mặt các dưỡng linh đan cùng nguyên hư đan cũng dùng nó. Tuy nhiên do niên đại thấp nên là lượng tiên thiên tử khí ẩn trong đó quả không đáng kể. Sau khi từ biệt Cao Bất Luận, Hàn Lập đi thẳng tới Thông Dịch Cốc một chuyến, bỏ ra một viên cực phẩm linh thạch mua một số loại đan dược, cũng mua thêm vài cái gốc Vân Hạc Thảo có niên đại đã trăm năm, lập tức là quay về Xuất Vân Phòng. Bên trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước mặt là một số đan dược Vân Hạc Thảo mới mua về. Đầu tiên hắn mở bình sứ màu trắng ra, lấy một quả Ô Vân Đan. Ô Vân Đan đưa lên miệng, lập tức một cái luồng ấm áp hiện trong đan điền khẽ nghè nghè, đem linh lực từ đan dược tan ra, dần dần mọi chuyện chuyển hóa làm pháp lực lưu trữ trong đan điền. Trong lòng hắn vui vẻ, lại cầm Vân Hạc Thảo đưa vào miệng nhấm nháp vài cái rồi luốt xuống. Qua chừng thời gian, một chén trà đan điền một lần nữa ấm lên, một tia pháp lực hòa vào trong đan điền lưu giữ. Khóe miệng Lý Thất Dại nhếch lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc hắn khẳng định tiên thiên tử khí chính là mấu chốt giúp mình khôi phục pháp lực. Cứ như vậy đã một ngày một đêm qua, sau khi sử dụng hơn nửa số đan dược cùng Vân Hạc Thảo, thuốc bị Hàn Lập rất nhanh khôi phục ngang mức nguyên anh hậu kỳ. Đang lúc hắn vui mừng định phục dụng hết đan dược còn lại thì thần sắc hắn đột biến khựng lại. Lần trước trong cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa được dược lực, giờ phút này thì cuối cùng cũng biến thành pháp lực đổ về đó. Nhưng mà đan điền quán dường như là đựng đẩy nước rút, cũng không thể tồn tại được nửa điểm pháp lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp lực kia dừng lại một chút ở đan điền rồi tiêu tán thành hư ảo. Hàn Lập thở dài, biết rõ chuyện này phân nửa liên quan tới sự biến dị của nguyên anh trong cơ thể, sợ có phục dụng thêm nhiều đan dược chỉ sợ cũng vô ích. Nguyên nhân thực sự ra sao hắn chỉ có cách chờ thân thể và thần thức khôi phục lại mới có đáp án rõ ràng. Hiện nay hắn không có cách nào dựa vào việc tu luyện để thăng cấp pháp lực. Dùng đan dược thì chỉ là khôi phục tới nguyên anh hậu kỳ. Vấn đề hàng đầu hiện nay là tìm cách thúc đẩy nhanh hơn quá trình khôi phục của thân thể cùng thần thức. Nghĩ tới đây hắn là cảm thấy khá váng đầu, ngón tay trỏ tỉ nhẹ lên mi tâm trầm tư suy nghĩ. Sau một lát dường như nghĩ ra cái gì, hắn ngẩng đầu lên, cổ tay khẽ đảo mấy cái, lấy ra lệnh bài trưởng lão khanh khách. Hà Lập dùng thần thức xâm nhập trong lệnh bài. Tấm lệnh bài có địa đồ Lãnh Diễm Tông được tạo ra từ ánh sáng vàng kim hiện ra trước mặt rõ ràng. Ánh mắt hắn quét qua tấm địa đồ một lúc, cuối cùng nhìn thẳng vào điểm đánh dấu ghi ba chữ nhỏ: Tàng Kinh Các.
Chương 35: Màn thiền quá hải. Trong nháy mắt đã 3 ngày trôi qua, lại là ban đêm, tảng kinh các bên trong lãnh diễm tông. Từ sau vụ thiên phù đường xảy ra cách đây không lâu, thì số người tuần tra nơi đây đã được tăng lên gấp đôi. Tại một chỗ trong rừng rậm, cách nơi này mấy trăm trượng, một bóng người màu bạc nhạt mờ chậm ảo hiện ra dưới màn đêm u ám, không nhìn rõ vẻ mặt chứ có thể thấy lờ mờ dung mạo. Bóng người ngẩng đầu nhìn về một tòa lầu các hình bát giác, lộ vẻ bí hiểm trong màn đêm. Sau một lúc lâu, hắn lật tay lấy một tấm phù lục màu tím dán lên trên người. Phù lục màu tím lập tức im ắng vỡ vụn, hóa thành một đám phù văn mơ hồ giống như nòng nọc. Sau khi bay múa khắp toàn thân của nhân ảnh thì tan biến vào cơ thể hắn. Xung quanh thân ảnh mơ hồ lại hiện ra một cỗ sương mù tím, nháy mắt che mất bóng người rồi tiêu thất trong hư không. Thật ra thân ảnh tự nhiên là không có biến mất mà hóa thành một đoàn hư vô, bỏ qua đám người đang tuần tra, hướng về phía tảng kinh các mà bay tới. Đám đệ tử đang tuần tra mắt đảo quanh khắp nơi, thần thức quét qua mọi góc nhưng lại bất quá hoàn toàn không có cách phát hiện ra đạo nhân ảnh đang tồn tại. Cũng không mất nhiều thời gian, thân ảnh thần bí đến cổng tảng kinh các. Giờ phút này đã là đêm khuya, tảng kinh các sớm đã đóng cửa, ánh sáng nhạt nhẹ nhẹ bao quanh cổng đại điện rộng lớn, hiển nhiên nơi đây có cấm chế tồn tại. Bóng người trong miệng vừa lẩm bẩm vừa vung tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một đoàn thanh khí trong suốt vô hình nhằm vào hướng đại môn. Nó đem thanh khí phóng đại lên gấp trăm lần, liền có thể chứng kiến thấy bên trong thanh khí được cấu tạo bằng vô số phù văn xen kẽ nhau, hung hăng đụng vào cấm chế bảo vệ, những phù văn nhỏ bé này sẽ bay. Màn ánh sáng cấm chế dường như bị ăn mòn, làm xuất hiện một cái động lớn, tức thì thân ảnh lập tức im hơi lặng tiếng bay vào. Không còn có thể cấm chế ngăn trở, thân ảnh nhoáng cái chui vào trong một cửa đá. Ánh sáng cấm chế bên ngoài nhấp nhoáng lại hiện lên khôi phục bộ dáng như lúc ban đầu. Ánh sáng rất nhanh khôi phục, bên ngoài đệ tử tuần tra không có chút phát hiện ra dị thường. Sau khi bóng người nọ tiến vào tảng kinh các, một cái đại điện hình tròn hiện trong mặt hắn. Đại điện rất lớn, cao khoảng 20-30 trượng và có chừng hơn 10 con đường từ đại điện kéo dài đi không biết thông tới nơi đâu. Cách sâu nhất xuất hiện một cái cầu thang màu đen uốn lượn về phía trước mặt. Bóng người khẽ liếc mắt, quét qua rồi lặng lẽ hướng đi một phía mà bay. Thông đạo không hề dài, hắn nhanh chóng đi hết mồi về phía trước. Là một cánh cửa thạch thất đóng kín. Trên cánh cửa thạch thất này, cùng với bên ngoài giống nhau được bao trùm bởi một tầng cấm chế trắng. Trên cửa đại môn các hai chữ công pháp. Bóng người mắt lóe vui mừng, há mồm phun một cỗ thanh khí. Cấm chế trắng lại bị ăn mòn, hình thành động lớn, bóng người lại bay vào. Bên trong đại môn nằm căn phòng bằng đá, đặt hàng trăm kệ, được phủ bằng một cái lớp ánh sáng màu đỏ. Mỗi kệ chia thành nhiều lưới ô vuông, từng ô vuông trong đó đều đặt ngọc sản. Mỗi ô vuông đều được đánh dấu, nội dung ghi chép trong ngọc sản là một loại công pháp. Bóng người túy chạy về trước một kệ sách hành động tương tự, dùng thanh khí đem màn sáng màu đỏ bao quanh kệ sách ăn mòn, thuận tay phát ra cỗ hấp lực đem mấy cái khối ngọc sản trong đó thu vào tay, thần thức theo đó mà rót vào. Sau một lát hắn nhíu mày đem mấy cái ngọc sản ném trở lại kệ sách. Trong đó chủ yếu ghi công pháp của kết đan tu sĩ, thậm chí có cả nguyên anh kỳ. Tuy nhiên tựa hồ không được người này để trong mắt. Thân ảnh tại thạch thất bốn phía đi đi lại lại cũng không lâu lắm, liền đem toàn bộ ngọc sản dò xét một lần, lắc lắc đầu bộ dáng thất vọng. Người này không chút chần chờ quay hướng người bên ngoài, rất nhanh xuyên qua cửa đá, lát sau lại về đại điện. Hắn cứ lập tức tiến nhập vào bên trong một thông đạo khác bên cạnh, và cuối thông đạo lại là một thạch thất. Trên đỉnh thạch thất là một phiến đá màu trắng viết hai chữ thuật pháp. Bóng người rất nhanh lần nữa phá giải cấm chế tấn nhập bên trong. Cũng không quá mất nhiều thời gian, bóng người lần nữa trở lại và tiếp tục tiến nhập vào bên thông đạo. Trong nháy mắt hơn một canh giờ trôi qua, hơn 10 thông đạo đã được xem qua ít nhất một lần, mà còn lại là trước mặt hắn chỉ là một cầu thang đen kịt, hướng lên phía trên nhìn như một
nhìn một cái rồi từ từ bay lên. Cầu thang không hề dài và hắn rất nhanh đã bay đến phía trước một đại môn khổng lồ. Xung quanh hai bên là hai người ngồi trên đỉnh cát. Tay trái là một người mặt trắng khá mập mạp, tai to mặt lớn. Người mặc áo cà sa màu tím tựa hồ là một tăng nhân, có mấy tay phải là một người cao gầy, da mặt khô vàng, bộ dạng như mang bệnh. Tuy nhiên trên đỉnh đầu hai người đều có ẩn hiện quang hoa, trên thân tỏa ra khí tức sâu như biển. Rất rõ ràng hai gã là cường giả cấp luyện hư kỳ. Hai người nhắm mắt tính tỏa đối với mọi việc xung quanh chẳng có phát giác. Thân ảnh liếc hai người, mắt rất nhanh rời đi vào trên cửa đá phía sau. Phía trên cửa đá xuất hiện làn sóng ánh sáng phản chiếu tia sáng đầy màu sắc, nhìn rõ ràng là so với cấm chế vừa rồi muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu hắn đoán không nhầm, sau cánh cửa lớn này phần nửa là nội các Lãnh Diệm Tông. Tàng Kinh Các là một nơi tổn trữ quyển điển tịch tinh diệu nhất của tông môn, cho nên muốn phá giải cấm chế này xem ra không dễ. Bóng người ánh mắt híp lại, dừng một lát, liền di chuyển về phía trước, thân hình như có như không rơi vào trước cửa đại môn, cách hai gã luyện hư khoảng cách không đến một trượng. Tay trái gã tăng nhân mặt trắng mập mạp đột nhiên bên tay trái, các tăng nhân mặt mập đột nhiên lông mày khẽ nhướng lên, mở mắt liếc nhìn xung quanh. Làm sao vậy Linh Tê Huynh? Bên phải, nam tử cao gầy cũng mở to hai mắt, mở miệng hỏi. Không có gì, tăng nhân mặt trắng quay đầu nhìn về phía nội các thì thào. Hắn không phải thực sự phát hiện gì, chỉ là luyện qua một bí thuật tạo ra một cái cảm ứng. Bất quá thuật này xác suất thành công không cao. Gã tăng nhân vừa nghĩ tới cấm chế cùng với hai người ngày đêm làm nhiệm vụ, đừng nói là hợp thể kỳ tu sĩ, dù rằng là đại năng đại thừa kỳ, muốn ngấp nghé nơi đây không quyết không có khả năng làm được mà không chút tiếng động. Nghĩ đến đây, tăng nhân lại chậm rãi khép hai mắt lại. Nam tử cao gầy thế vậy không để ý, cũng nhắm mắt tu luyện. Bóng người từ đầu đến cuối vẫn đã ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi hai gã nhắm mắt, lúc này mi tâm hơi động, một lực lượng thần thức cường đại từ mắt tản ra, nhanh bao trùm tòa đại môn, mơ hồ ngưng tụ thành một bức tường ngăn cách. Sau đó hắn há mồm phun ra một cỗ thanh khí rơi vào trong ánh sáng cấm chế. Ánh sáng cấm chế lập tức hào quang lóe lên, tựa hồ đang chống lại sự xâm nhập tản mát cỗ pháp lực chấn động. Nhưng bởi vì thân ở bên trong bình phong không có ngăn cách thần thức, nên hai gã tu sĩ luyện hư kỳ lại không hề phát hiện điều gì. Thân ảnh hai tay pháp quyết biến đổi, lượng thanh khí chợt giảm mà phân tán đi theo mọi hướng, cùng với màn sáng cấm chế tranh đấu làm cho ánh sáng khu vực trung tâm dần trở nên nhạt vài phần. Bóng người không nói hai lời, thân hình nhoáng lên chui vào. Tất cả tuy nhìn có phức tạp, nhưng hắn từ lúc ra tay phá cấm chế đến lúc thân hình chui vào bên trong, trước sau bất quá chỉ là một hai cái hô hấp công phu. Lúc này bức tường ngăn cách thần thức mới lặng yên không tiếng động tiêu tán. Ồ, tăng nhân mặt trắng đôi mày nhíu lại, lần nữa mở mắt, đột nhiên quay đầu hướng đại môn mà nhìn lại. Đại môn mặt ngoài ánh sáng cấm chế lằn tằn, tả mắt hào quang mờ mịt, không có hiện ra chút nào dị tương. Nhưng vừa rồi lòng lại cảm thấy một cảm giác khó hiểu thấu, tuy rằng vẫn là lóe lên tức thì, nhưng làm lòng không khỏi có điểm khả nghi bùng phát. Linh Tê Huỳnh, không phải là đã phát hiện được chuyện gì chứ? Nam tử cao gầy lúc này tựa hồ như phát hiện cái gì đó không đúng, vội đứng dậy quay đầu lại nhìn thoáng qua đại môn, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Một cốt thần niệm khổng lồ hướng tứ phương tam hướng nhanh quét tới. Khánh Đào hiền đệ, người vừa phát hiện cái gì không đúng? Tăng nhân mặt trắng đi đến trước đại môn cẩn thận dò xét. Trừ khi có người có thể trong hai ba khắc phi độn chạy qua phạm vi bên ngoài tảng kinh các mấy trăm dặm, hoặc phá vỡ cấm chế lưu ly huyền thủy trận do Lãnh Diễm lão tổ tự mình bố trí, tiến nhập vào trong nội các. Nam tử cao gầy giờ phút này mở mắt, lắc lắc đầu, miệng chậm rãi nói. Hắn vừa rồi cũng phát ra thần niệm tìm kiếm nhưng mà không có thu hoạch. Điều này sao có thể? Xem ra cảm giác của ta bị sai à? Tăng nhân mặt trắng nghe vậy không khỏi là cười khổ một tiếng, lắc đầu. Muốn trong hai ba khắc phá vỡ lưu ly huyền thủy trận và trong chốc lát không một tiếng động khôi phục như tương chỉ sợ cơ bản là đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão trong tông cũng chưa chắc làm được.
Chương 36: Thầu lường hoán trụ. Trong lúc hai tu sĩ luyện hư còn đang nghi thần nghi quỷ, bóng người kia đã xuất hiện trong một tòa điện phủ màu đen. Không gian trong điện dường như không lớn, chỉ khoảng 20-30 trượng. Chính giữa cái cây cột đá bằng bạch ngọc khá to, trên cột khắc vô số phù văn, hào quang màu vàng nhu hòa đang lan tỏa từ trên đỉnh cột đá, tạo thành một cái màn sáng giống như là cái bát lật úp, bao phủ một khu vực vào trong. Từ bên ngoài lờ mờ thấy được bên trong màn sáng mười mấy cái tủ đá đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ mịt mờ, lại không thấy rõ đồ vật bên trong, thoạt nhìn có chút thần bí. Bóng người đứng yên tại chỗ, không có cất bước tiến lên, nhìn kỹ màn sáng màu vàng trước mắt, mắt ẩn hiện la mang. Một lát sau, bóng người vung tay, hơn 10 đạo ánh sáng màu đen bắn ra, lại là từng cây trận kỳ màu đen, rất chính xác rơi vào xung quanh vòng bảo hộ màu vàng. Tiếp đó, hai tay người bấm niệm pháp quyết, từng đạo cột sáng màu đen trong trận kỳ vừa rồi bay ra, nối thành một mảng trên không trung, hình thành màn sáng màu đen nhạt có hình bán cầu càng lớn hơn, bao phủ toàn bộ màn hào quang màu vàng vào trong. Màn hào quang màu vàng vốn đã chiếm cứ gần nửa không gian trong đại điện, màn sáng màu đen nhạt càng như là tràn ngập toàn bộ đại điện. Bóng người há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên màn hào quang màu vàng, định dùng cách cũ phá vỡ một cái lỗ như trước, kết quả vượt ngoài ý định. Ngay khi thanh khí thật khó khăn ăn mòn một lỗ thủng cỡ lòng bàn tay, bề mặt hào quang lập tức ánh sáng tỏa, vô số ánh sáng màu vàng mịt mờ bỗng nhiên xuất hiện, bất ngờ bao vây đoàn thanh khí này lại. Cùng lúc đó, những phù văn được chạm khắc trên trụ bằng bạch ngọc giữa màn hào quang đột ngột sáng ngời. Mặt ngoài của màn hào quang màu vàng cũng ánh sáng lóe lên, vô số tia sáng cực nhỏ màu vàng cho mắt hiển hiện, cuốn lấy đoàn thanh khí kia, sau đó hung hăng siết chặt. Thanh khí lập tức bị cắt vụn thành vô số khối bay tán loạn ra, mà ánh sáng màu vàng mịt mờ cũng nhanh biến mất, lỗ thủng mới xuất hiện bị lấp đầy như ban đầu. Bóng người trong thế cảnh này vậy mà thớ dường như không có kinh ngạc chút nào. Ánh mắt bóng người nhìn chằm chằm vào cột đá bằng bạch ngọc hồi lâu, lại lật tay ra lấy hơn 10 cán trận kỳ màu sắc khác nhau. Bóng người vung tay lên, toàn bộ trận kỳ đều lơ lửng giữa không trung, xếp đặt thành một cái trận thế quái dị hình bầu dục, nhìn như lộn xộn nhưng lại ẩn chứa huyền diệu. Tùy theo hai tay bóng người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong tay có ánh sáng màu đen lóe lên không ngừng. Hơn 10 cán trận kỳ cũng là tùy theo nở rộ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau, giống như từng đạo mũi thương nhào nhào đánh lên màn hào quang màu vàng. Những ánh trận kỳ giống như là những cây đinh chui vào màn hào quang màu vàng, quay thành một cái khu vực cỡ hơn một trượng. Ánh sáng trên bề mặt màn hào quang màu vàng nhấp nháy, khiến cho tốc độ tiến tới của trận kỳ bị cản trở thật lớn. Đồng thời một cỗ pháp lực chấn động có chút mãnh liệt lan ra, nhưng những chấn động này hơi chạm một chút lên là màn sáng màu đen bên ngoài tựa như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung, không chút nào tỏa ra được ra bên ngoài. Khi thanh âm chú ngữ mờ ảo trong miệng người truyền ra, hào quang bên bề mặt của 10 cán trận kỳ sáng ngời, tốc độ tăng thêm, rốt cuộc hoàn toàn ghim vào trong màn hào quang. Sau một khắc, khu vực cỡ một trượng bị trận kỳ bao phủ, tia sáng màu vàng trên bề mặt nhanh yếu ớt đi. Bóng người lập tức há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên phiến khu vực này. Màn hào quang ảm đạm không còn sức ngăn cản, nháy mắt bị thanh khí ăn mòn hơn phân nửa. Nhưng mà toàn bộ phù văn trên trụ đá bằng bạch ngọc chính giữa giờ phút này lại bắt đầu lóe lên. Những khu vực khác trên màn hào quang màu vàng đều là tỏa sáng, càng nhiều hơn ánh màu vàng mịt mờ hiện lên, giống như sóng dữ đánh tới khu vực đang bị hơn 10 cán trận kỳ bao phủ, nhưng lại bị trận kỳ ngăn chặn gắt gao. Pháp lực chấn động kịch liệt lan ra, bị màn sáng màu đen xung quanh ngăn. Có điều pháp trị lực chấn động thực quá kịch liệt, màn sáng màu đen cũng tùy thời ong ong run rẩy, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, dường như có chút chịu không nổi. May là sau 2-3 cái hô hấp, mảnh khu vực cỡ một trượng kia bị thanh khí ăn mòn ra một cái động lớn. Bóng người vội phóng nhanh như điện vào trong, rơi vào gần trụ đá bằng bạch ngọc, há mồm phun ra một cỗ khí màu đen
nồng đậm bao trùm cột đá, đồng thời tay bấm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu đen bắn ra rơi trên cột đá. Hắc khí nhanh lan tràn trên cột đá, nhuộm đồ án phù văn trên biến thành màu đen. Hào quang trên cột đá lập tức nhanh ảm đạm, ánh sáng mịt mờ đang kích động mãnh liệt trên hào quang màu vàng cũng chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Bóng người vùng tay ghé vẩy, hơn 10 cán trận kỳ từ màn hào quang xông ra, bay vụt trở về trong tay người này bị hắn thu vào. Ngay lập tức bóng người lật tay ra lấy một cái sấp trận kỳ màu vàng, hóa thành 10 đạo ánh sáng bắn ra từ trong đánh lên màn hào quang màu vàng. Những trận kỳ này không chút trở ngại chui vào màn sáng hào quang biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ màn hào quang màu vàng hơi hơi gợn sóng một cái lập tức khôi phục như ban đầu. Lỗ thủng hơn một trượng vừa bị thanh khí ăn mòn lúc này cũng nhanh chóng hồi phục như cũ. Lúc này bóng người mới quay đầu nhìn phía hơn 10 cái tủ đá phân bố ở xung quanh cột đá. Từng tủ đá rõ ràng bị một cái tầng hào quang màu đỏ thấm bao phủ. Bóng người đi đến trước một cái tủ đá, không do dự há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên bề mặt hào quang. Khu vực đó lập tức chấn động kịch liệt, ánh sáng màu đỏ nhanh nhạt đi, ngay mắt sẽ bị phá bỏ. Vào thời khắc này, trên bề mặt của màn sáng màu đỏ bỗng hiện tinh quang màu trắng lốm đốm, hào quang hai màu trắng đỏ hòa lẫn, lập tức chặn sự ăn mòn của thanh khí lại. Cúc đó sâu trong đại điện là vang đến một hồi chuông chói tai. Hư không xung quanh bóng người chấn động một trận, dường như cũng bị giật mình. Nhưng sau một khắc có tiếng chú ngữ rầm rì trong miệng hắn truyền ra, tay bắt đầu biến hóa liên tục. Toàn thanh khí kia lập tức bắt đầu cuồn cuộn, biến ảo ra các loại hình dạng, nhanh tấn công vào cấm chế hai màu đỏ trắng, nhưng mặc cho thanh khí biến ảo ra sao cũng không cách đột phá. Bóng người chợt vẫy một cái, quyết định triệu hồi thanh khí, sau đó tay điểm lên mi tâm. Mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái vệt màu đen, vỡ ra hiện một con mắt đen xì như mực. Con mắt xoay tròn một chút, bên trong ẩn hiện phù văn màu đen. Hưu hưu. Một cái đường sáng màu đen to bằng ngón tay từ trong mắt bắn xa lóe lên, lập tức đụng vào cấm chế bên ngoài tủ đá. Cấm chế hai màu đỏ trắng gặp ánh sáng màu đen lại giống như tờ giấy, lập tức bị xuyên thấu, phanh một tiếng vỡ vụn ra. Mi tâm của bóng người lóe tinh quang, tản mát ra lực lượng thần thức khổng lồ, hơn nữa phân chia ra thành hơn 10 phần, mỗi phần chui vào một khối ngọc giản, nhanh dò xét nội dung bên trong. Mà theo tiếng chuông vừa vang, cấm chế của tàng kinh các lập tức bắt đầu điên cuồng lóe, phát ra thanh âm trận cảnh báo. Không tốt, có người xâm nhập tàng kinh các rồi. Là ai lớn mật như vậy, đúng là muốn chết. Chẳng lẽ kẻ trộm vừa lẻn vào thiên phù đường 3 ngày trước? Tùy theo từng tiếng gào thét chuyển tới, từng cái tân ảnh từ mọi nơi mọi hướng hội tụ tích tàng kinh các. Đã có vết xe đổ lật thiên phù đường, những kẻ tuần tra này không chút do dự, một mặt phái người truyền tin cho cao tầng tông môn, mặt khác mấy tên đội trưởng có thực lực mạnh nhất lập tức xông vào tàng kinh các. Trong đêm tối, các nơi trong lãnh diễm tông nhào nhào có hào quang sáng bắt đầu trở nên bạo động. Kẻ trước nhất kịp phản ứng là trong... Thật ra là trong các trước cửa, hai cái gã tù sĩ luyện hư kia. Cảnh báo vừa vang, hai người lập tức nhảy dựng lên, mặt lộ kính sợ cùng phẫn nộ. Vậy mà thực sự có người là tại dưới mí mắt của họ lẻn vào trong các. Chẳng lẽ thực sự là tù sĩ đại thừa kỳ? Ý niệm bất chợt lóe ra giữa hai người. Nhưng giữa phút này là bất chấp mọi thứ, mỗi người lập tức lấy một khối ngọc phù, khối hình dạng như loan nguyệt, một cách khác là như hình tròn lại dẹp. Hai khối ngọc phù ghép với nhau thành một cái hình tròn nguyên vẹn, không nói hai lời dán lên một chỗ trên cửa lớn. Cấm chế như nước gợn trên cửa lập loè hào quang nhanh biến mất. Cửa đá ầm ầm mở ra, hai người không nói lời nào bay vụt vào. Trông thế, màn sáng màu đen nhạt bên trong, hai người là khẽ giật mình. Tăng nhân mặt trắng nhanh chóng suy tính, bất chợt cắn răng một cái, lật tay lấy một cái pháp bảo giống như tấm kính hình tròn. Tay gã bấm pháp quyết, ánh sáng màu xám trên kính tròn lóe lên, phun ra một chùm tia sáng màu xám trắng thật to, đánh lên màn sáng màu đen, tiếng nổ vỡ đình tài nhức óc chợt vang. Màn sáng lập tức cuồn cuộn kịch liệt giống như là nước cuộn phập phồng, thế nhưng lại không lập tức bị đánh tan. Hầu như cùng lúc, trên thân nam tử cao gầy cũng có bốn chuôi phi kiếm màu xanh bay ra, xoay một cái biến thành bốn đóa sen màu xanh. Vô số kiếm khí màu xanh bất chợt từ trong bốn đóa hoa sen màu xanh bắn ra, nhao nhao chém lên màn sáng đen. Phốc phốc. Cuối cùng, màn sáng màu đen chống đỡ không nổi bị xé nứt, lộ ra tình huống bên trong. Lớn mật tặc tử,
Hai gã tu sĩ luyện hư trông thấy bóng người màu bạc gần như ẩn như hiện ở trong, lòng buông lỏng, đồng thời là không khỏi vừa thẹn vừa giận. Khí tức tỏa ra từ bóng người này chẳng qua là nguyên anh kỳ, nhưng mà người này lại không chút nào để ý hai gã luyện hư bên ngoài. Số này hắn mới xem xong những ngọc giản trong tủ đá thứ nhất, thân ảnh thoáng một cái đi tới cái tủ bên cạnh, y theo cách cũ, trong con mắt mi tâm bắn ra màu đen ánh sáng, đánh nát cấm chế xung quanh tủ đá, hết sức thong dong, thong thả thần thức lần nữa dò xét những ngọc đá trong tủ. Chương 37: Thoát thân. Luyện hư triệu bó tay, hợp thể xám mặt mày, ung dung trong mật thất, bí tịch về nơi tay. Tiểu tặc láo toét, có gan đến trộm bí tịch của Lãnh Diễm Tông, chịu chết đi. Tăng nhân trắng mập và nam tử cao gầy trợn trừng mắt giận dữ. Tăng nhân lấy ra một khối ngọc bài đen ném mạnh, xoẹt. Mặt ngoài của ngọc bài bắn ra một đạo hoàng mang phủ lên bề mặt kim cháo. Màn sáng lập tức chia ra từ giữa, lộ ra thông đạo chừng 2 trượng. Hai người lao tới đạo thân ảnh kia. Nhưng một lúc này bóng người trượt qua tay tụng niệm chú ngữ, một ngón tay đưa. Một đạo hắc quang theo đầu ngón tay bắn ra đánh vào ngọc trụ màu trắng, khiến phù văn cấm chế sáng rực như pháo hoa, phù số hào quang chớp lóe, cuốn lấy hai cái tù sĩ luyện hư ở giữa không trung với tốc độ nhanh như chớp. Cả hai nhất thời như sa vào vũng lầy, thân thể nặng nề gấp trăm lần khiến việc giơ tay nhấc chân thoáng cách trở nên vô cùng khó khăn. Không tốt, trận pháp bị người ta động tay chân, nam tử cao gầy thốt lên kinh hãi. Người cuối cùng là người phương nào, sao có thể điều khiển cấm chế ở đây? Tăng nhân mặt trắng, diện mục âm trầm quát giận dữ, bóng người không dễ, không để ý chút nào. Thần thức nhanh tiến vào ngọc giản, tay không ngừng bấm niệm pháp quyết đánh vào cột đá trắng. Hào quang màu trắng cuộn lên như cơn lốc, lấy hai cái tù sĩ luyện hư làm trung tâm, giam cầm vào giữa. Hai người gầm lên giận dữ, ra sức dãy dụa, đồng thời là huy động pháp bảo đánh ra từng đạo hào quang cùng kiếm khí nhằm thoát trói buộc. Nhưng mà mặc họ tấn công mạnh mẽ thế nào cũng không thể rời đi nửa bước. Cả hai vừa tức vừa vội, cấm chế màu vàng kia dùng vốn là để đối phó với kẻ thù xâm nhập, hôm nay chẳng biết tại sao trở thành phiền toái lớn nhất trói buộc họ. Đúng vào lúc này, 7-8 thân ảnh từ ngoài sông vô, chính là nhóm đội trưởng hóa thần đang đi vào tuần tra. Thấy tình huống bên trong, cả đám không khỏi trộn mắt há mồm, có điều họ cũng phản ứng nhanh, đồng là tế ra từng kiện pháp bảo công kích cấm chế hoàng hà, ý đồ giải vây cho hai tu sĩ luyện hư. Dừng tay, đừng tấn công, tăng nhân trắng mập biến sắc vội la lớn. Có điều đã muộn, ngay khi 7-8 đạo hào quang đánh tới, cấm chế rung động, chỉ nghe phốc phốc 7-8 tia sáng bắn như chớp quấn lấy họ, sau đó giật mạnh kéo tuột vào trong màn sáng. Những người này tu vị không phải bằng hai cái tù sĩ luyện hư, bị hào quang phủ lên càng không thể cựa quậy. Đáng chết, tăng nhân trắng mập gào thét. Các người đã báo lại tình huống ở đây chưa? Nam tử cao gầy hỏi đội trưởng tuần tra. Đã truyền tin. Nhóm tù sĩ hóa thần mở miệng cũng khó khăn. Hai vị luyện hư tù sĩ nghe vậy mới thở ra, quay đầu quan sát bóng người bên ngoài. Hắc y bí ẩn vẫn là đang phá vỡ cấm chế trong tủ đá, xem từng khối ngọc giản tốc độ cực nhanh, qua lát hắn là xem phân nửa điển tịch. Hai người dù lo lắng thế nhưng mà đang bị cấm chế vây khốn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thúc thủ vô sách. Người phương nào mà lớn mật như thế? Đúng lúc này một tiếng thét như là sấm rền từ ngoài truyền vào với khí thế bài sơn đào hải, khiến cho đại điện rung lắc dữ dội. Hào quang màu vàng cũng bị tiếng hét này làm cho rung chuyển. Bóng người đứng trước tòa đá dừng một chút, sau đó nhìn qua tình hình bên ngoài, mắt hắn đại phóng hắc quang. Mấy đạo ồ quang bắn ra đồng loạt đánh nát cấm chế ở ba tủ đá hắn chưa đọc tới. Oanh, một bóng người màu đỏ từ đại bùn vụt tới, tiếp đó là đại hắn màu tóc đỏ. Người này thân cao 2 trượng, hùng tráng như thiết tháp, y vận pháp bào đỏ thẫm, phía trên bừng lên hỏa diễm hừng hực, khiến nhiệt độ bên trong đại điện tăng vọt nháy mắt. Uy áp khổng lồ trên người đại hán lan ra, rõ ràng là đại năng hợp thể kỳ. Tặc tử, nạp mạng! Đại hán tóc đỏ quét nhìn bóng người, mắt tựa thiêu đốt, trong miệng gầm giận dữ. Tay y vung chảo, một cái thanh cự kiếm bắn ra, nhoáng cái phóng lớn tầm hơn 10 trượng, mang theo khí thế dập dờn núi sông lấp biển, đánh lên vòng bảo hộ màu vàng. Phố xa hào quang bắn ra, ý đồ là đón đỡ cự kiếm nhưng bị ngọn lửa trên kiếm thiêu đốt. Phiền toái. Cự kiếm chém mạnh xuống vòng bảo hộ, để lại vô số vết nứt, nhưng mà một kích này chưa thể đánh vỡ hoàn toàn quang cháo.
Đúng vào lúc này, bóng người thần bí phất tay phát ra một cỗ hấp lực. Ngọc giản trên ba tủ đá lập tức bay vụt tới rơi vào tay gã. Tay án tóc đỏ thấy vậy không khỏi giận dữ, lập tức bấm niệm pháp quyết. Cự kiếm hỏa diễm đột nhiên biến lớn, hỏa diễm bùng lên càng dữ dội. Vòng bảo hộ màu vàng kêu phanh một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Hai gã tù sĩ luyện hư kỳ cùng nhóm hóa thần rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhóm khôi phục tự do. Cự kiếm hỏa diễm chỉ nhoáng cái dừng lại, tiếp tục chém xuống bóng người màu đen. Bóng người ngẩng lên, mi tâm phát sáng, trong đó hiện ra vô số phủ văn đen. Một đạo ô quang thô to bắn ra đánh lên cự kiếm, phanh. Ô quang bạo liệt, cự kiếm lập tức bị chặn. Không gian xung quanh ông rung động, khiến cho cự kiếm không có cách rời xuống. Phá diệt pháp mục, đại hán tóc đỏ cả kinh. Bóng người bấm niệm pháp quyết, miệng lầm bầm, thân thể hiện ra từng mảng lớn điện quang màu tím lan rộng ra xung quanh, tạo thành một cái pháp trận lôi điện. Pháp trận phát ánh sáng rực rỡ, đồng thời truyền ra từng tiếng sấm nổ mạnh mẽ, khiến cho bóng người dần trở nên mơ hồ. Chạy đi đâu? Đại hán tóc đỏ gầm lên giận dữ. Cự kiếm hỏa diễm lần nữa bùng lên, thân kiếm khẽ run, một phần thành hai. Một đạo kiếm ảnh giống nghệt cự kiếm thình lình chém xuống phá trận, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với bản thể. Ầm, ánh sáng màu đỏ bạo liệt, một luồng khí lưu cuồng bạo tỏa ra xung quanh. Hai cái luyện hư loạn choạng lùi sau mấy bước mới có thể đứng vững. 7-8 đội trưởng hóa thần trực tiếp quỳ dưới đất, linh quang hộ thể không ngừng run rẩy, cơ bản không thể đứng yên. Ánh sáng màu đỏ tán đi, mặt đất bị chém thành rãnh lớn, có điều bóng đen cũng biến mất. Mọi người biến sắc mặt nhìn nhau. Nhìn đại hán tóc đỏ, chỉ thấy mặt y trở nên xám mét, lửa giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt. Vào lúc này, bên trong động phủ của Hàn Lập, trên mặt đất khắc một cái đại trận màu tím, điện mang từ đó xòe ra xung quanh. Hoàn nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi trên đại trận. Đại trận màu tím đột nhiên sáng ngời, tản ra điện quang chói mắt, bóng người đen kỳ đó từ từ hiện ra. Hàn Lập mở mắt tỏ vẻ vui mừng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc khí nhanh tiêu tán, lộ ra giáp sĩ lập lòe ngân quang, mắt đờ đẫn lại là một đạo phù binh. Thân thể giáp binh lúc này bị đánh nát phân nửa, khí tức yếu ớt gần như chuẩn bị tan vỡ. Hàn Lập vẫy tay, 2-3-10 khối ngọc giản từ thân giáp sĩ bắn ra rơi vào tay hắn. Hoàn thu tất cả, gió điểm lên mi tâm của nó, chỉ thấy hắc quang lóe, một viên ngọc màu đen lớn bằng quả trứng gà từ đó bay ra. Bên trong ẩn chứa khí lưu màu bạc chậm rãi lưu động. Cùng lúc đó, thân thể giáp sĩ sáng lên, hình thể tan vỡ hóa thành một tấm phù lục màu tím không còn nguyên vẹn rơi xuống. Phù lục màu bạc chính là giáp nguyên phù, còn áo bùa màu tím chính là thái nhất hóa thành phù, là thứ Hàn Lập lấy trộm tài liệu ở thiên phù đường mấy ngày trước để luyện thành. Tiếc rằng giáp nguyên phù đã hư tổn quá nặng, không thể sử dụng nữa. Chương 38: Liễm ám hòa mình. Hàn Lập một tay thu hồi hai tấm phù lục, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khẽ dùng ngón tay kẹp lấy hạt châu màu đen áp vào giữa trán. Từng sợi khói bạc từ thân ngọc bài bay ra, quay quanh mi tâm của hắn, sau đó chui vào bên trong. Nếu nhìn kỹ nhận ra những sợi màu khói bạc kia rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với ruồi muỗi, chính là điển tịch công pháp bí thuật mà giáp nguyên phủ nhìn chúng ở tàng kinh các được lãnh diễm tông tích lũy nhiều năm. Nội dung ẩn chứa rất nhiều, dù lực lượng thần hồn của Hàn Lập vô cùng mạnh mẽ cũng không thể đọc hết toàn bộ ngay tức khắc. Có điều hắn không vội, vẫn là từ từ nghiên cứu. Thời gian trôi qua từng chút một, hắn từ đầu đến cuối tĩnh tọa bất động, ngồi vậy mà suốt 3 ngày 3 đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, họ Hàn mới chậm rãi mở mắt, đồng thời khẽ nhíu mày. Những điển tịch này mặc dù có chút tình diệu, một số ý tưởng khiến Hàn Lập nhịn không được phải gật gù tán tưởng, nhưng những thứ này không có nhiều tác dụng với hắn lúc này. Hàn Lập lắc đầu thu hồi hạt châu màu đen, sau đó vùng téo một cái, mặt đất xuất hiện 30-40 khối ngọc giản, là những thứ mà giáp nguyên khối lỗi lấy được. Ánh mắt hắn chậm chậm đảo qua ngọc giản, thần sắc phức tạp, hy vọng có thể tìm được cái gì hữu dụng. Như vậy Hàn Lập cầm một khối ngọc giản, thần thức thăm dò bên trong. Một ngày lại trôi qua. Khi dần thức Hàn Lập đảo qua ngọc giản, cuối cùng mắt lộ một tia thất vọng không thể che giấu. 30-40 khối ngọc giản này phần lớn ghi chép cao dài công pháp huyền ảo, nhưng không có cái nào mang lại tác dụng với hắn. Hàn Lập cười khổ một tiếng, bản thân mạo hiểm xâm nhập cấm địa lãnh diễm tông, lấy vô số điển tịch, khiến toàn bộ tông môn chấn động, nhưng kết quả vẫn tay trắng. Hắn lắc đầu khẽ vỗ téo, chuẩn bị tiêu hủy số ngọc giản này đi. Dù hắn đã kiểm tra qua, ngọc giản này chẳng có cấm chế truy tung,
nhưng linh hoàn giới là nơi xuất hiện tiên thiên tử khí cổ quái kỳ lạ, cho nên không thể đảm bảo không có đồ vật kỳ lạ nào mà ngay cả hắn cũng không thể phát hiện. Cách tốt nhất là nên hủy. Ồ, Hàn Lập là khẽ giật mình, hơn 30 khối ngọc giản biến thành một cái đống bột mịn, nhưng một tấm ngọc giản trong đó lại không tổn hại chút nào. Hắn suy nghĩ một chút, hiếu kỳ cầm ngọc giản trên tay nhìn kỹ hơn. Cái vắt tay hời hợt của hắn có thể đánh nát một khối tinh thiết, vậy mà một khối ngọc giản nhỏ nhỏ có thể không chút hư hao. Có điều ngọc giản này không có gì kỳ lạ, chỉ là ngọc được chế tạo vô cùng bình thường, bên trong ghi lại một chút nội dung công pháp hắn từng thấy qua, chắc quá chỉ là một loại công pháp luyện thể thích hợp với tù sĩ luyện hư kỳ. Hàn Lập nhìn khối ngọc giản trên tay, đồng thời vận sức bóp. Bề mặt ngọc giản bất chợt hiện ánh sáng nhàn nhạt, chặn lực đạo bản tay hắn. Ánh mắt hắn hơi sáng, dừng tay lại, tinh quang là lập tức biến mất theo. Vật này quả nhiên có điều huyền diệu. Hắn có thể cảm ứng được tinh quang kia không phải là cấm chế dùng để truy tung. Hàn Lập nhìn qua ngọc giản trong tay, tâm niệm vừa động, thần thức lần nữa thăm dò. Ngọc giản này hẳn có bí mật nào đó, nhiều khả năng bên trong ghi lại công pháp không tầm thường mà hắn không phát hiện ra. Kết quả dù đã nhiều lần xem kỹ nội dung từ đầu đến đuôi, hắn thậm chí còn thử tu luyện một chút cũng không thể phát hiện. Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều? Hàn Lập lẩm bẩm nhưng chưa bỏ ý định. Mi tâm lóe tinh quang, một cỗ thần thức khổng lồ bắn ra bao bọc ngọc giản tỉ mỉ tra xét. Ngay lúc này trên ngọc giản tinh quang lần nữa hiện, tán mắt lực hút không ngừng thôn vệ thần thức khổng lồ quán. Ngay sau đó trên bề mặt hiện ra một chút kim quang. Hàn Lập thoạt nhìn đầu tiên là giật mừng, sau đó chuyển qua vui mừng, không vội thu thần thức mặc cho ngọc giản thôn vệ. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn dần có chút kinh nghi. Ngọc giản trước mặt tựa như cái động không đáy, cá nốt gần như 1/5 thần thức quán vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Kim quang tỏa ra cũng bắt đầu thay đổi kích thước. Tuy rằng thần thức bị hao tổn chỉ còn chừng 1/1 so với lúc toàn thịnh, nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù vẫn không kém tiên nhân tầm thường biết bao. Vậy mà khối ngọc giản này có thể thôn vệ lực lượng thần thức nhiều như vậy. Tuy không tránh khỏi bỏ ra không ít thời gian để khôi phục, nhưng sau một hồi suy tính hắn vẫn tiếp tục cho ngọc giản tiếp tục cắn nuốt. Một lát sau, một màn kinh người xuất hiện. Kim quang xung quanh ngọc giản càng ngày càng nhiều, là tràn ngập đầy khối ngọc và dần dần tạo thành đồ án hình bắc đầu tất tinh màu vàng óng ánh. Cũng ngay lúc này, ngọc giản tản ra một cỗ lực lượng thôn vệ đột nhiên biến mất kết thúc. Hàn Lập nhẹ thở ra, thần sắc vui mừng cầm ngọc giản mới này, thần thức lại lần nữa thăm dò bên trong khiến hắn không khỏi trợn tròn mắt. Trong ngọc giản giờ phút này nội dung bên trong hoàn toàn cải biến, ban đầu vô số chữ nhỏ màu vàng giờ đây thay thế bằng kiểu chữ màu vàng lớn. Cái này Hàn Lập khẽ giật mình, vội nhanh chóng đọc. Trọn vẹn sau một khắc đồng hồ, ngẩng đầu nghe mắt tràn đầy vui mừng. Trong ngọc giản ghi lại một môn bí pháp luyện thể tên là Tiểu Bác Đầu Tinh Nguyên Công. Theo nội dung là Lãnh Diễm lão tổ lưu lại, thì công pháp này vốn không thuộc về linh hoàn giới, có nguồn từ công pháp tiên gia, là thứ y tìm được sau khi phi tăng nên là cối truyền về hạ giới. Đáng lưu ý là phương pháp tu luyện của nó không dựa vào thiên địa linh lực, mà thông qua việc ngưng tụ lực lượng tinh quang rèn luyện thân thể. Toàn bộ công pháp chia ra 7 tầng, mỗi khi luyện thành một tầng liền có thể ngưng tụ thành một cái huyền khiếu. Sau khi viên mãn 7 tầng, lập tức ngưng tụ được 7 đại huyền khiếu, luyện thành chân cực chi khu, từ đó tu thành huyền tiên được nhắc đến trong truyền thuyết. Vào giờ phút này biến dị của Nguyên Anh hắn không có cách nào sử dụng thiên địa linh khí tu luyện, nhưng nếu là lực lượng tinh quang có lẽ thử qua một lần được. Có điều Lãnh Diễm lão tổ không cũng là cảnh báo, khi lấy lực lượng tinh quang tu luyện, mỗi thời khắc đều phải chịu thống khổ đau đớn nó gây ra. Lại thêm công pháp này cũng không phải công pháp chính thống, tuy có thể nhanh chóng cường hóa nhục thể, nhưng pháp lực tu vị không một chút tịnh tiến. Nếu không phải kẻ tìm đường sống trong chỗ chết, không ai nguyện tu luyện. Hơn nữa, về sau còn phải đi theo con đường huyền tiên, vốn dĩ gian nan nhiều hơn so với tiên nhân bình thường. Quan trọng nhất, công pháp này không chỉ yêu cầu nhục thân mạnh mẽ, mà làm cơ sở còn là cần đến thần thức cường đại để dẫn dắt lực lượng tinh quang nhập thể, cho nên tu sĩ với thần thức không đủ cường đại không có cách nào tu luyện công pháp. Lãnh Diễm lão tổ thời điểm lưu truyền công pháp này từ tiên giới đã thiết lập cấm chế đặc thù trong ngọc giản, chỗ người có thần thức đủ mạnh mới có thể thấy nội dung của Tiên Bắc Đầu Tinh Nguyên Công. Hàn Lập nắm chặt ngọc giản, lòng hưng phấn một chút, cảm giác có chút buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên Công này phảng phất giống như tạo ra để cho hắn, mặc dù trên ngọc giản nói tu luyện dị thường thống khổ, nhưng hắn không do dự chút nào. Vào thời khắc này, ngọc giản trong tay chợt vỡ mạnh,
hóa thành một đoàn kim quang chói mắt. Hàn Lập thấy vậy, con người co rút lại, ngẩng đầu nhìn. Kim quang lơ lửng trên không trung hơi vặn vẹo, hóa thành bóng người vàng óng ánh. Giống nam tử trung niên khôi ngô, khuôn mặt đoan chính, có chút sầu quai nón tạo ra cho một người loại cảm giác trang nghiêm. Hàn Lập không khỏi giật mình, người trước mắt này là Lãnh Diễm lão tổ hắn thấy từ bức họa chân dung. Tốt tốt tốt, một phen tâm tư của ta cuối cùng không uổng phí, rốt cuộc có người phá giải được cấm chế. Ngươi là đệ tử ngọn núi nào, tên gọi là gì? Lãnh Diễm lão tổ nhìn về phía Hàn Lập mỉm cười hoái. Tại hạ, Hàn Lập nghĩ, ý định tạm thời nói cho qua chuyện. Người trước mặt này hiển nhiên chỉ là phân thân do thần thức biến thành, nhưng cũng tạo cho hắn cảm giác áp bách không nhỏ, chỉ sợ chiến lực không thể coi thường. Ồ, Lãnh Diễm lão tổ chợt khẽ động, cắt lời Hàn Lập, mắt dò xét theo đó lạnh lẽo. Trên người ngươi sao không có khí tức công pháp bản tông? Hắn không phải là nội môn đệ tử đích truyền. Giọng Lãnh Diễm lão tổ lạnh vài phần. Khởi bẩm tiền bối, tại hạ mới gia nhập tông môn làm khanh khách trưởng lão, chưa kịp tu luyện qua bất kỳ công pháp tông môn. Hàn Lập lòng khẽ động, vội đáp. Khanh khách trưởng lão? Ngoại môn trưởng lão sao lại có được ngọc giản tiểu bắt đầu tinh nguyên công? Lãnh Diễm lão tổ lạnh giọng quát lớn. Hàn Lập không khỏi nhất thời nghẹn họng. Lãnh Diễm lão tổ xoay chuyển ánh mắt nhìn dưới chân Hàn Lập, nơi đó một đống bột phấn óng ánh. Hàn Lập thấy vậy, tuy mặt ngoài không thay đổi, nhưng lòng thầm hô một tiếng không xong. Chương 39, dặn dò. Thần niệm lão tổ rõ tặc nhân, kim quang phóng xuất chẳng phân trần, người đâu đạo tặc chân tiên cứng, thỏa hiệp chốt tình hộ cố nhân. Hư ảnh ra Lãnh Diễm lão tổ biến thành vùng tay, một có hào quang màu vàng tuôn ra cuốn ấy vụn nát trước người Hàn Lập, tạo thành một đám kim quang trôi nổi trước mặt. Những thứ này đều là công pháp bí truyền của bổn tông, sao rơi vào tay các hạ? Chẳng lẽ người lèn vào tàng kinh các trộm đồ? Lãnh Diễm lão tổ đột nhiên ngẩng đầu lạnh giọng hỏi. Tuy rằng vô số ngọc giản kia bị Hàn Lập đánh nát, nhưng với lão chỉ cần một chút dấu vết là đoán được nội dung bên trong. Lãnh Diễm đạo hữu không cần giận, ta nhất định cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng trong chuyện này. Hàn Lập nghĩ một chút sau đó là dõng dạc nói. Lớn mật, lại dám xưng hô ngang hàng với lão phu. Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy giận tức, không biết lão làm thế nào mi tâm đột nhiên đại phóng kim quang, hút số gợn sóng cuộn tròn, nháy mắt ngừng tụ thành một đóa hoa lớn chừng một trượng. Kim hoa chậm rãi xoay tròn, trùng tầm, nụ hoa lấy hào quang bắn ra cột sáng màu vàng, gần như trong suốt nhìn về phía Hàn Lập với tốc độ nhanh không tưởng tượng. Nhưng nơi nó đi qua, hư không vốn như mặt nước phẳng lặng bắt đầu nổi từng đợt sao động. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không buồn tránh né, khẽ ngẩng đầu, mi tâm lóe tinh mang, đồng dạng bắn ra vô số gợn sóng vô hình đón đỡ cột sáng màu vàng kia. Một tiếng phốc khe khẽ, hư không rúng chuyển, nổi lên một vòng gợn sóng. Cột sáng màu vàng như bị dập tắt, từng tầng gợn sóng vụn vỡ tán loạn. Tất cả diễn ra chỉ nháy mắt. Quần áo trên người Hàn Lập chỉ thoáng lay động vài cái, thân thể không tổn hại chút nào, khóe miệng nổ ra ý cười nhàn nhạt. Sao có thể, các hạ cũng là chân tiên? Lãnh Diễm lão tổ có chút run rẩy, giọng lộ ra sự ngạc nhiên. Thì đây chỉ là hư ảnh do đạo thần niệm của lão biến thành, hơn nữa một cách bản ấy chưa sử dụng toàn lực. Nhưng cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không có khả năng đón một cách nhẹ vậy, nói chi là nguyên anh tu sĩ. Điều này nói rõ một vấn đề, thần thức Hàn Lập gần như không thua lão. Lãnh Diễm đạo hữu, hiện tại có thể nghe tại hạ nói một hai câu không? Hàn Lập nhàn nhạt nói. Các hạ nói xem, vì sao thành tiên nghiệp lại đến hạ giới đánh cắp điển tịch lão phù truyền lại? Lãnh Diễm lão tổ suy nghĩ một lúc, dù không vui vẻ thế nhưng mà ngữ khí đã hòa hoãn không ít. Hàn Mỗ bởi một chút duyên cớ ngẫu nhiên lạc tới linh hoàn giới, không hề có ác ý với quý tông, chỉ là tại hạ hiện mang thương tích bên người, trong tay không có đan dược phù hợp, mới là tới mượn xem điển tịch tham tưởng đôi chút. Hàn Lập từ tốn giải thích. Ra là vậy. Không biết Hàn đạo hữu trước kia là nhân sĩ nơi nào của tiên giới? Lãnh Diễm lão tổ ngoài miệng nói vậy nhưng mà mắt lập lòe, hiển nhiên không có hoàn toàn tin tưởng lý do của hắn. Hàn Mỗ tạm thời cư trú ở đây, không có gây ra chuyện bất lợi với quý tông, về phần lai lịch tại hạ, đạo hữu không nên hỏi nhiều làm gì. Hàn Lập tựa tiếu phi tiếu đáp. Lãnh Diễm lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Hàn Lập, một tiên nhân không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện ở linh hoàn giới,
sao lão không hỏi cặn kẽ cho được. Nhưng nếu đối phương không nói, chỉ là dựa vào thân phận do thần niệm biến thành này cũng không thể biết làm sao. Đạo hữu yên tâm, lần này tại hạ coi như là nhận đạo hữu một phần nhân tình. Hàn Mốc có thể cam đoan nếu Lãnh Diễm Tông gặp chuyện phiền toái, ta ra tay tương trợ một lần. Hàn Ập nói ra một cách điềm tĩnh. Hàn đạo hữu nói thật chứ? Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy không khỏi động tâm. Tuy lão thân ở tiên giới nhưng vẫn vô cùng lưu luyến với Lãnh Diễm Tông mà mình một tay sáng lập, phát dương quang đại. Nếu không những năm này đã chẳng tốn công bàn thưởng đan dược công pháp. Lại nói tông môn này dù nhìn như phong mang vô hạn, mạnh mẽ vô bì ở linh hoàn giới, thế nhưng là thật sự vô cùng lo. Chỉ là lão là người tiên giới, dù có lòng cũng không có thể giúp. Nếu như có một vị chân tiên như Hàn Lập, nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hai ngày sau, hậu sơn Thánh Hỏa Phong, Lãnh Diễm Tông, sâu trong rừng trúc, một đám sương mờ tín lượn, có một tiểu viện ngói xanh thành nhã, dùng chức rừng trúc phần bố dày mỏng, nhìn như bình thường, kỳ thực là ẩn dấu huyền cơ. Mỗi một khóm trúc ở đây đều là không bàn mà hợp tạo thành một đầu pháp trận, ngàn vạn khóm trúc liên miên bất hợp, nên là trận pháp thiên địa. Trúc trồng nơi đây không phải loại trúc bình thường, mà là chủng loại có thể hấp thu lực lượng địa hỏa, phổi viêm trúc. Quan sát cẩn thận nhìn ra dưới lớp vỏ màu tím là vô số đường vân đỏ sậm như lửa. Nhờ có trận pháp do rừng trúc tạo thành, khu vực này mới trở thành địa phương nồng đậm linh khí nhất núi Linh Diễm, cũng là nơi tập trung địa hỏa nhiều nhất. Bốn căn tiểu viện ngói xanh tường trắng xây quanh vị trí mắt trận. Vào lúc này bên trong tiểu viện, một nam tử áo tím khoanh chân ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt tu luyện. Người này tóc dài xõa vai, mái đầu trắng muốt như tuyết, dung mạo tuấn tú, mi tâm có một đoạn ấn ký tím biếc hình ngọn lửa. Tuổi tác thoạt nhìn không quá lớn, thế nhưng mà quanh thân tử khí lượn lờ, tỏa ra khí tức hùng hồn khiến người ta sợ hãi. Treo trên vách tường gần đó là một bức họa lớn như một xích, viết trên là một nam tử trung niên. Hoa độ cẩn thận, hết sức sinh động. Nhân vật trong tranh ngũ quan đoàn chính, mắt sáng ngời, bộ râu quai nón, dáng người thẳng tắp, áo bào hơi phồng lên, tạo thành khí thế đường đường. Đúng lúc này, trung niên tóc trắng bỗng mở mắt, mặt kinh ngạc nhìn phía họa trúc trên tường. Chỉ thấy bức tranh đột nhiên chuyển đến chấn động kỳ dị, từng vòng dập dìu như sóng nước nhộn nhạo lan ra. Người trong bức tranh vẽ tựa như sống lại, thân hình thoáng cái, từ giấy bước ra. Trung niên lão tóc trắng vội đứng dậy, quỳ lại xuống đất, thanh âm cung kính: cùng ngành lão tổ Hàn Lâm. Đứng lên đi, hôm nay ta cử hóa thân xuống có chuyện muốn dặn dò. Người nọ khoát tay nói. Trung niên tóc trắng lúc này đứng lên, cùng kính xuôi tay đứng lên chờ chỉ thị. Sự tình có người đột nhập vào tảng kinh các, cách đây mấy ngày ta đã biết. Lãnh Diễm lão tổ chậm rãi nói. Trung niên tóc trắng nghe vậy, nội tâm càng khẩn trương, thái dương tuôn ra từng giọt mồ hôi, khi định mở miệng giải thích đã nghe đối phương nói tiếp. Việc này dừng ở đây thôi, không cần tiếp tục tra xét. Lão tổ, điều này. Trung niên tóc trắng nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhịn không được mà chần chờ. Nào ngờ Lãnh Diễm lão tổ vẩy tay cắt ngang, bờ môi mấp máy. Trung niên tóc trắng nghe vậy lập tức biến sắc, thoạt đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, sau đó chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng vừa mừng vừa sợ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.